tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giêsu thưa rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng bắt thăm và chia nhau áo người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đức Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Lời Kính thưa anh chị em, thú thật với anh chị em là trong tất cả các lễ trong năm thì cái lễ ngày mùng 2 đối với chúng ta thật quan trọng. Cái ngày kính nhớ ông bà tổ tiên, bởi vì ở đây nó không chỉ là ngày mùng 2 tháng 11 là ngờ cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng mà cái ngày này nó đi vào hồn Việt của chúng ta. Và vì thế người ta nói thế này, người Việt Nam kính nhớ ông bà tổ tiên có một sự gắn bó rất chặt chẽ với những người đã ra đi trước chúng ta. Anh chị em nếu mà so sánh đứng ở chỗ vị trí của tôi đây, nhìn xuống anh chị em cùng một giờ lễ ngày hôm qua mùng 1 tháng 11 lễ các thánh, và giờ này cũng cùng giờ lễ mùng 2 tháng 11, anh chị em sẽ thấy nhà thờ của chúng ta không còn một chỗ nào chen chân nữa. Nghĩa là nhiều người hôm qua không đi lễ giờ này, nhưng mà hôm nay đi lễ vì kính nhớ ông bà tổ tiên. Vậy thì vấn đề hôm nay chúng ta nhớ ông bà tổ tiên, và giáo hội hôm nay dạy cho chúng ta một cái điều gì? Bài tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật về việc Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Mỗi một người trong chúng ta thấy rằng chúng ta có kinh nghiệm về người ra đi. Không ai trong chúng ta có thể tiên liệu rằng chúng ta sẽ rời cõi thế này vào giờ nào. Nói là cách bình thường là tự nhiên đó, chúng ta không biết giờ chúng ta chết. Và chúng ta không có thể biết chắc chắn 100% là chúng ta sẽ chết cách nào. Chết trên giường, chết ngoài đường, chết trên máy bay, hay là chết như thế nào, chúng ta không dám chắc. Thông thường là chết trên giường, nhưng mà trên giường nó là giường nào, vân vân và vân vân. Thôi chúng ta miễn bàn cái đó. Anh chị em nghe cái bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, cả một cuộc đời của Ngài, Ngài làm điều tốt lành cho nhân loại. Mà bây giờ cách chết của Ngài, anh chị em xem này, đến nơi gọi là núi Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp. Về cái phương diện đau đớn chúng ta không cần nói, đó là đóng đinh là đau đớn lắm. Nhưng mà về phương diện luân lý, tức là về danh dự đó, một con người cả một cuộc đời làm phúc cho người khác, bây giờ bị đóng đinh cùng loại với kẻ cướp, nghĩa là bị đồng lõa như là kẻ cướp vậy. Anh chị em thấy nó đau đớn, nó xót xa đến như thế nào. Cái danh dự của con người cả một cuộc đời như thế mà bây giờ chết một cách nhục nhã như vậy, anh chị em thử tưởng tượng xem sao. Cả cái khổ về thể lý và cả cái nhục nhã về mặt gọi là luân lý, về mặt danh dự con người. Thế mà khi cách chết của Chúa, anh chị em xem này, khi đóng đinh Chúa rồi thì bây giờ Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Anh chị em cứ thử tưởng tượng xem, một con người đến giờ phút chết, giờ phút này đây, mà vẫn còn tràn trề tình thương tha thứ cho kẻ làm khổ mình, làm nhục mạ mình đến như vậy. Tha cho họ, không những thế, tha nhưng còn bênh nữa, vì chúng không biết việc chúng làm. Chúng phạm tội mà ngộ nhận. Anh chị em thấy có ai mà làm thế không?
tình thương tha thứ của Chúa quá lớn lao. Và nguyên cái việc này không, chúng ta đã thấy là có thể nói là Ngài đã tràn trề ơn tha tội cho nhân loại rồi. Chưa hết, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Mấy cái đứa nó đóng đinh mình thì nó đã nhục mạ mình đã đành rồi. Cái thằng mà nó cướp ấy, nó còn nhục nữa luôn. Này ông, nếu ông là Đức Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa đi. Anh chị em nó thách thức chưa? Kẻ phạm tội mà cho đến giờ phút này còn cố chấp để còn thách thức Chúa nữa. Anh chị em biết Chúa nói gì không? Ắng im thìn thít, không có nói gì. Ắng im, nó nhục mạ mình như thế, chịu. Rồi tên kia, nó nói lại cái thằng này: mày chả hiểu gì cả. Chúng ta cướp, đúng là chúng ta cướp, thì chúng ta bị như thế này là xứng đáng việc chúng ta làm rồi. Còn ông này, ông có làm gì đâu, mà sao mày ăn nói linh tinh vậy? Và quay với Chúa Giêsu: thưa Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Một cử chỉ thống hối của anh chàng này, và nhận thấy mình tội lỗi. Ông này không có tội gì cả, ông đã bị đồng lõa, ông đã bị đồng, gọi là bị liệt vào tội của chúng tôi, đồng hóa với chúng tôi. Nhưng tôi biết thật, ông không có tội. Vậy khi nào về nước Ngài, anh ta một cách gián tiếp thừa nhận rằng Ngài đã bị chết một cách bất công. Ngài có nước khác nữa, chứ không phải nước trần gian này. Nước ấy là gì? Khi nào về nước Ngài xin nhớ tôi. Ngay hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Chúa Giêsu hôm nay khẳng định nước của Ngài là nước thiên đàng. Và nước thiên đàng đó là gì anh chị em? Xin anh chị em, hôm nay tôi muốn giải thích cho anh chị em. Thiên đàng không phải là có chỗ sướng lắm, tầm bậy tầm bạ, chúng ta giải thích bậy bạ hết sức. Thiên đàng là gì? Bởi vì sự thống hối của anh, hôm nay anh ở thiên đàng. Thiên đàng chính là nơi tình yêu. Anh sẽ ngự trị trong tình yêu. Và bởi sự thống hối đó, anh sẽ ở trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu của tôi hôm nay. Thiên đàng chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Anh chị em rất thân mến, cái chết của Chúa Giêsu chết trả lời cho tất cả cái chết của tất cả chúng ta hôm nay. Nếu Chúa chết làm phận con người, thì anh chị em rất thân mến, cái cách thức chết của Chúa, cái nghiệt ngã như vậy, chúng ta không được phép giải thích bất cứ cái chết nào của bất cứ ai rằng đó là một điều bất công, hay xin lỗi, đó là một điều tội lỗi mà Thiên Chúa giáng phạt. Chúng ta không được phép giải thích bất cứ một cái điều gì xấu xa, dù cái chết đó là thế nào cho nữa. Cứ lấy cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy. Nhưng cách chết của chúng ta, nó sẽ nói lên cái tình thương và ơn cứu độ của chúng ta. Cách chết của Chúa Giêsu tràn đầy tha thứ, tràn đầy yêu thương và ngập tràn tình thương dành cho con người. Hôm nay tôi suy nghĩ điều này, tôi tin thật rằng nếu chúng ta là những người con có chữ hiếu dành cho ông bà tổ tiên của chúng ta, đó là một cử chỉ rất hợp lý. Thì hôm nay chúng ta nói với Chúa cũng ba điều. Lạy Chúa, Chúa đã chết và tất cả ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng con cũng đã chết như Chúa chết. Thì khi Chúa chết, Chúa chấp nhận tất cả sự cay đắng của con người, thì xin Chúa cũng đoái thương đến sự cay đắng của cuộc đời của chúng con trong cảnh ngộ mà chúng con đối diện trước mọi cái chết của người thân yêu chúng con và bản thân chúng con nữa. Do đó anh chị em đừng sợ chết cách này hay cách khác, bởi vì Chúa chúng ta đã đi trước chúng ta và làm gương cho chúng ta. Thứ hai, chắc chắn cái chết của Chúa là cái chết tha thứ, mà không những tha thứ còn bênh nữa. Hôm nay anh chị em hãy nói với Chúa Giêsu thế này: lạy Chúa, ba má con, ông bà con cái con, người thân yêu của con đã ra đi trước chúng con. Chắc chắn các ngài cũng đã có cách này cách khác vấp pháp phạm tội. Thì xin Chúa hãy nói với Chúa Cha thế này: lạy Cha, xin tha cho ba má con, ông bà con, người thân yêu con, bởi vì họ không biết. Họ không biết xét nghĩa này hay nghĩa khác. Tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế này thôi, tôi không bênh kẻ có tội đâu nha. Tôi nghĩ thế này, ngay cả một sự cố chấp, cố tình, thì cái không biết ấy là bởi vì mình chưa thấy được tình thương nên mình sống trong cố chấp. Tôi lấy ví dụ,
một cái đứa con nó vôi bất hiếu, nó bỏ nhà nó ra đi, cha mẹ rất là đau đớn, rất là đau đớn vô cùng. Nhưng mà cái không biết của nó là cái này, là nó chưa thấy được cái tình thương nó mặn nồng. Và khi nó ngộ ra cái tình thương mặn nồng thì nó sẽ quay trở lại. Như vậy cái không biết đó là không cảm được, không cảm được cái điều ấy, nên nó đi đến cái tội. Chúng ta đừng quy tội một cách vội vàng, và chúng ta phải giải thích tội xét theo cái nghĩa nhẹ nhất. Chúng ta rất thường dễ định lượng tội bằng sự kiện, nhưng chúng ta không thấy tội bằng cái tình thương. Do đó chúng ta hay quy gán tội bởi thấy điều đó, nhưng chúng ta phải nhìn nó nhẹ hơn để thấy được Thiên Chúa thương hơn là Thiên Chúa giáng tội. Và chúng ta nói với Chúa rằng bây giờ nếu người thân yêu như vậy, còn bản thân chúng con nhìn nhận mình yếu đuối, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến con. Hôm nay anh chị em đừng chỉ là cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, hôm nay chúng ta phải cầu nguyện cho mình nữa và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con cũng là kẻ có tội, khi nào con rời khỏi trần thế này thì xin cho con ở trong nước Chúa. Và đó là niềm tin tưởng của chúng ta, là niềm hy vọng của chúng ta. Và thánh lễ hôm nay là thánh lễ dành cho cả kẻ đã đi trước và dành cho cả chúng ta. Xin Chúa thương nâng đỡ, ban niềm hy vọng và tha thứ cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.